Xong thôi để đắp đến mặt nạ vào. Em ơi, cái này hàng Trung Quốc à? Mà ngày tháng anh vẫn còn đầy cơ mà. Thôi kệ, xài đỡ vậy. Ôi, mới đắp lên thôi mà nó cứ kiểu rát rát kiểu gì ấy, nó rát vãi luôn ý. Nhưng mà nó rát thế nhỉ? Thôi thử kệ đi, đi sấy tóc coi. Ôi trời, để vô xem coi. Có một câu châm ngôn vô cùng thích hợp trong trường hợp body shaming này, đó chính là một chiếc thuyền không chìm vì nước ngoài đại dương, nó chỉ chìm vì nước tràn vào bên trong nó. Đừng để những lời nói tiêu cực len lỏi vào tâm hồn mà đánh gục bạn. Việc bạn có bị đánh gục hay không không phụ thuộc vào việc người khác body shaming bạn như thế nào, mà phụ thuộc vào việc bạn đối diện với nó như thế nào. Hãy luôn tin tưởng vào bản thân mình. Cuộc sống của bạn không được định nghĩa bởi những lời nói ác ý của người khác. Vì vậy, hãy bỏ ngoài tai những lời nói đó và tiến vào phía trước bạn nhé.